Hôm nay là ngày 13 tháng 9 năm 2023. Anh Hoàng xin chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức truyền thông của chúng tôi ngày hôm nay. Ngày mới kính chúc quý vị mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn thân mến, Tô Lâm Tung Chiêu biển số định danh, người dân khốn khổ, tiệm xe cũ bị phá sản. Từ ngày 15 tháng 8 năm 2023, Thông tư 24 trên 2023 trên TT BCA của Bộ Công an quy định về biển số định danh bắt đầu có hiệu lực. Theo ghi nhận thì biển việc triển khai hiện đang có một số vướng mắc do nhiều người dân chưa nắm được quy định. Cổng đăng ký trực tuyến có lúc bị nghẽn mạng vì quá tải. Quy định mới còn có một số hạn chế chưa có cách giải quyết. Ngày 1 tháng 7 năm 2023 vừa qua, Bộ Công an đã ban hành thông tư số 24 trên 2023 trên TTBCA có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2023 quy định về cấp thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới. Trong đó thì đáng chú ý nhất là tác động nhiều nhất đến người dân là quy định về biển số xe định danh tại khoản 3, điều 3 của thông tư quy định. Biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe, sau đây được gọi tắt là biển số định danh. Và biển số định danh là biển số có ký hiệu sorry biển số kích thước của chữ số màu biển số theo quy định của thông tư này. Như vậy, kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2023 thì biển số xe định danh sẽ được cấp và gắn liền với cả nhân tổ chức khác với quy định trước đây là biển số gắn liền với xe. Thông tư 24 quy định từ ngày 15 tháng 8, các xe đăng ký mới sẽ được cấp biển số năm số theo mã định danh của từng người. Và đối với những chủ sở hữu mua xe đã qua sử dụng nhưng chưa sang tên đổi chủ, thì biển số sẽ mặc định thuộc về chủ sở hữu cũ. Theo đó, thì chủ mới và chủ cũ của xe phải đến cơ quan công an để làm thủ tục đăng ký lại biển số từ biển số theo uh, xe thành biển số theo người sở hữu. Từ nay trở đi thì khi bán xe thì mỗi cá nhân tổ chức phải giữ lại biển số và nộp lại cho cơ quan công an để công an làm thủ tục thu hồi lưu kho. Biển số này sẽ được cấp lại khi cá nhân tổ chức đăng ký xe khác thuộc sở hữu của mình. Sau 5 năm nếu như chủ sở hữu không sử dụng thì biển số định danh sẽ được sung vào kho biển số để cấp cho người khác. Theo ghi nhận của chúng tôi thì trong ngày đầu áp dụng tức là ngày 15 tháng 8 tại nhiều nơi thì việc triển khai còn khá nhiều lúng túng do quá tải, do người dân chưa nắm được quy định và quy định mới cũng nảy sinh hạn chế khiến cho người dân thắc mắc. Sáng ngày 15 tháng 8 tại cơ sở đăng ký số 2, đội quản lý đăng ký phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thuộc phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội ở số 1234 đường Láng, quận Đống Đa Hà Nội. Nhiều người xếp hàng để sang tên đổi biển cho ô tô và xe máy. Anh B ở quận Tây Hồ cho biết, mấy năm trước anh mua lại chiếc ô tô Mazda 4 chỗ ngồi người chú ruột do chú về hưu và không còn nhu cầu sử dụng do chưa chuyển quyền sử dụng nên nhân có quy định mới hôm nay anh đi làm thủ tục sang tên để không bị phạt hành chính và sau này nếu như mua xe ô tô khác thì được giữ lại biển số đang sử dụng còn anh PDNL và anh NDH ở quận Cầu Giấy thì có mặt ở đây để làm thủ tục trả biển xe về cho chủ cũ. Năm ngoái anh NL đã bán chiếc xe Vios cũ cho anh H nhưng chưa chuyển quyền sở hữu. Theo quy định mới thì họ phải làm thủ tục trả biển chiếc xe Vios cho anh NL và anh H phải đăng ký biển mới để sử dụng. Tôi thấy hơi mất thời gian và phiền phức nhưng về cơ bản thì quy định là văn minh giúp cho cơ quan quản lý dễ dàng phương tiện. Còn chủ xe thì cũng thuận tiện sau này nên tôi ủng hộ, anh Hắt nói. Trong khi đó thì anh NL cho biết quy định mới cũng còn một số điểm chưa chặt chẽ. Thí dụ như biển số định danh chỉ cấp cho các xe cùng chủng loại nên cũng khá bất tiện. Ví dụ như những người bán xe tải sau đó mua xe con thì không được cấp lại biển định danh cũ và điều này thì cũng tương tự khi mà bán xe máy và mua xe không cùng dung tích xi lanh anh L nêu quan điểm. Ngoài ra thì quá đông người đến làm thủ tục đăng ký xe và mua bán xe khiến cho nhiều người phải xếp hàng từ sáng sớm đến chiều mới được cung cấp dịch vụ. Công đăng ký trực tuyến có lúc bị nghẽn mạng và tình trạng này cũng xảy ra tại một số địa phương khác như thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Trao đổi ý kiến thì Trung tá Tạ Quang Minh, Tổ trưởng Cơ sở đăng ký xe số 2 cho biết khoảng 2 tuần gần đây thì lượng người dân đến làm thủ tục sang tên đổi chủ cho xe tăng dần lên. Đặc biệt 3-4 ngày gần đây thì số lượng người tăng đột biến khoảng 6-7 lần. Việc này khiến cho các cơ sở đăng ký xe bị quá tải. Tuy nhiên thì lực lượng cảnh sát giao thông vẫn cố gắng phục vụ người dân đến làm thủ tục hết sức có thể và không để ai không làm được thủ tục nếu hồ sơ đầy đủ. Anh Minh nói, Trung tá Minh cũng cho biết thêm rằng quá trình thực hiện đã xuất hiện một số trường hợp chủ phương tiện không thể định danh được do quy định mới cần chủ xe cũ có mặt để hoàn tất các thủ tục. Và các trường hợp trên đều được cán bộ cảnh sát giao thông hướng dẫn cận kẽ về cách thức xử lý vấn đề để thủ tục sớm hoàn thành. Do nhiều người dân chưa nắm được quy định mới nên hiện có một số thắc mắc phổ biến là từ ngày 15 tháng 8, người có xe không chính chủ sẽ gặp vấn đề gì khi đi làm đăng ký? Cảnh sát giao thông có quyền yêu cầu dừng xe và phạt lỗi này hay là không? Nếu chủ xe không chính chủ không còn giấy tờ mua bán xe thì xử lý như thế nào? Trường hợp chủ xe đang sử dụng xe mang biển 34 số có được tham gia giao thông hay không? Vấn đề này Bộ Công an cho biết tại khoản 1 khoản 4 thông tư 24 trên 2023 trên TT BCA quy định. Đối với xe đã đăng ký biển 5 số trước ngày thông tư có hiệu lực thi hành 15 tháng 8 năm 2023 mà chưa làm thủ tục thu hồi thì số đó được xác định là biển số định danh của chủ xe đối với xe đã đăng ký biển 5 số. Nếu chủ xe đã làm thủ tục thu hồi trước ngày thông tư có hiệu lực thi hành thì biển số đó được chuyển vào kho biển số để cấp biển số theo quy định. Đối với xe đã đăng ký biển 3 hoặc 4 số thì tiếp tục được phép tham gia giao thông. Trừ trường hợp chủ xe có nhu cầu cấp sang biển số định danh. Trao đổi ý kiến với chúng tôi thì tiến sĩ Cao Minh Vũ, chuyên gia pháp lý giảng viên trường đại học kinh tế luật quốc gia thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe, chủ sở hữu xe phải làm thủ tục thu hồi biển số, nếu có hạn chủ xe sẽ bị xử phạt hành chính. Đối với xe máy mức phạt trong khoảng 800 cho đến 2 triệu đồng, còn chủ ô tô có thể phải đóng phạt lên đến 4 triệu đồng và mức phạt sẽ cao hơn gấp đôi nếu như bên sở hữu ô tô là các tổ chức. Cảnh sát giao thông có quyền yêu cầu dừng xe để kiểm tra theo quy định của pháp luật, nhưng không có quyền xử phạt những xe có biển 3-4 số chưa chuyển sang định danh, và họ chỉ có quyền xử phạt các trường hợp bán xe có biển 5 số mà không giữ biển và báo cho cơ quan công an làm thủ tục thu hồi. Tiến sĩ Cao Minh nhấn mạnh theo vị chuyên gia này thì việc cập biển số định danh là phù hợp với xu thế chuyển đổi số và là sự thay đổi biện pháp quản lý trong thời kỳ công nghệ ngày một phát triển là tiền đề quan trọng tiến tới sử dụng đăng ký xe điện tử tích hợp trên ứng dụng VNEID. Tuy nhiên thì theo ông Minh thông tư 24 còn có một vài điểm chưa chặt chẽ như là trường hợp cá nhân tổ chức bán đồng thời từ xe từ hai xe trở lên và chỉ mua lại có một xe thì cá nhân tổ chức có được lựa chọn giữ biển số theo ý muốn của bản thân hay biển số sẽ được cấp theo thứ tự thu hồi và lưu giữ. Các xe đang sử dụng biển 3 hoặc 4 số thì không có yêu cầu bắt buộc phải cấp đổi biển số định danh, nhưng phần lớn thì số xe này đã cũ và được dùng để chở hàng hóa công cành là đối tượng có nguy cơ gây vi phạm thì chưa được quản lý. Ngoài ra thì thông tư cũng nêu rõ người dân phải chịu trách nhiệm với những xe có biển số định danh của họ. Vì vậy, nếu ô tô sử dụng biển số giả rồi gây tai nạn giao thông thì cơ quan chức năng sẽ tìm tới chủ biển số gắn trên xe đầu tiên và điều này gây phiền phức và gánh nặng cho người dân. Để khắc phục, tiến sĩ Cao Vũ Minh cho rằng Bộ Công an cần ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về việc người dân được lựa chọn giữ biển số xe trong trường hợp bán nhiều xe nhưng mua lại ít xe hơn hay là biển số được lựa chọn theo nguyên tắc nào. Đối với biển 3, 4 số như trên thì phải có giải pháp gì quản lý hay chỉ dựa vào biện pháp tuyên truyền? Đối với thủ tục xử phạt xe vi phạm gây tai nạn thì cần phải chụp biển số và cấu thành xe đó. Sau khi xác minh chính chủ của biển số đó có xe khác hoàn toàn thì cơ quan quản lý tự xác minh không mời chính chủ lên để tránh làm phiền họ, vị chuyên gia kiến nghị. Vậy không đổi sang biển số định danh có bị phạt tiền hay là không? Từ ngày 15 tháng 8 năm 2023, cấp và quản lý biển số xe theo mã định danh của chủ xe theo điều 3 thông tư 24 trên 2023 trên TT BCA có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2023, biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe. Và như vậy thì biển số định danh là biển số có ký hiệu và seri cũng như là màu xe theo thông tư 24 trên 2023 trên TTBCA. Đối với chủ xe là công dân Việt Nam thì biển số xe được quản lý theo số định danh cá nhân. Còn đối với chủ xe là người nước ngoài thì biển số xe sẽ được quản lý số định danh của người nước ngoài do hệ thống định danh và xác thực điện tử xác lập hoặc số thẻ thường trú, số thẻ tạm trú hoặc số chứng minh thư khác do cơ quan có thẩm quyền cấp. Đối với chủ xe là tổ chức thì biển số xe được quản lý theo mã định danh điện tử của tổ chức do hệ thống định danh và xác thực điện tử xác lập. Trường hợp chưa có mã định danh điện tử của tổ chức thì quản lý theo mã số thuế hoặc quyết định thành lập. Trường hợp xe hết niên hạn sử dụng, hư hỏng hoặc chuyển quyền sử dụng xe thì biển số định danh của chủ xe được cơ quan đăng ký thu hồi và cấp lại khi mà chủ xe đăng ký cho xe khác thuộc quyền sở hữu của mình. Số biển số định danh được giữ lại cho chủ xe trong thời hạn 5 năm kể từ ngày thu hồi và quá thời hạn nêu trên thì nếu chủ xe chưa đăng ký thì biển số định danh đó được chuyển vào kho biển số để đăng ký cấp cho tổ chức cá nhân khác. Trường hợp chủ xe chuyển trụ sở nơi cư trú từ tỉnh thành phố trực thuộc trung ương sang tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khác thì được giữ lại biển số định danh đó không phải biển đổi biển số xe không đổi sang biển số định danh có bị phạt hay là không theo khoản bốn điều mươi chín thông tư mươi bốn trên ba trên tt bca quy định đối với xe đã đăng ký biển ba hoặc bốn số thì tiếp tục được phép ra tham gia giao thông trừ trường hợp chủ xe có nhu cầu cấp sang biển số định danh hoặc khi chủ xe thực hiện thủ tục cấp đổi chứng nhận đăng ký xe cấp đổi biển số xe cấp lại chứng nhận đăng ký xe cấp lại biển số xe hoặc đăng ký sang tên di chuyển xe theo quy định của thông tư này thì thực hiện thu hồi biển ba hoặc bốn số đó và cấp đổi sang biển số định danh theo quy định Căn cứ theo quy định trên thì không bắt buộc chủ xe phải đổi sang biển số định danh, do đó không đổi sang biển số định danh thì không bị phạt. Thời hạn giải quyết đăng ký xe cấp chứng nhận đăng ký xe không quá 2 ngày làm việc kể ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trừ trường hợp cấp lại chứng nhận đăng ký xe phải thực hiện xác minh theo quy định tại khoản 2, điều này thời hạn xác minh việc mất chứng nhận đăng ký xe, khi mà giải quyết thủ tục cấp lại chứng nhận xe đăng ký là xe 30 ngày, thời hạn xác minh không tính vào thời hạn giải quyết cấp lại chứng nhận đăng ký theo quy định tại khoản 1 điều này. Cấp biển số định danh lần đầu cấp ngay sau khi mà tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe hợp lệ, cấp đổi biển số, cấp lại biển số xe, cấp biển số xe trúng đấu giá, cấp lại biển số định danh và không quá 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ cấp đăng ký xe tạm thời và cấp chứng nhận thu hồi đăng ký biển số xe trường hợp thực hiện dịch vụ công trực tuyến trình trên cổng dịch vụ công sau khi người làm thủ tục kê khai giấy đăng ký xe tạm thời hoặc là kê khai giấy khai thu hồi đăng ký biển số xe nộp lệ phí theo quy định đối với trường hợp đăng ký xe tạm thời và cơ quan đăng ký xe kiểm tra hồ sơ bảo đảm hợp lệ thì trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong thời hạn 8 giờ làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ cổng dịch vụ công. Trường hợp thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần, một ngày làm việc trường hợp đăng ký xe tạm thời không quá 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cấp chứng nhận thu hồi đăng ký biển số, thời gian trả kết quả đăng ký theo quy định tại khoản 1, khoản 3, khoản 4, khoản 5 khoản 7 thông tư 24 trên 2023 trên TT BCA được tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và hệ thống đăng ký quản lý xe đã nhận được kết quả xác thực về việc hoàn thành nộp lệ phí đăng ký xe từ cổng dịch vụ công. Điều 7 thông tư 2024 trên 2023 trên TT BCA. Và như vậy thì chúng ta có thể thấy được rằng với cái thông tư mới của bộ công an mới đưa ra này thì có thể là ông tô lâm đã chơi một cái trò là để lấy tiền nộp phạt cho cấp dưới và như vậy thì gây khó khăn cho người dân như thế nào với những chiếc xe mà mua qua rất nhiều đời chủ thì bây giờ không biết là tìm chủ cũ ở đâu để mà uh, sang tên đổi chủ và nhiều khi thì có những cái chiếc xe trị giá chỉ khoảng một triệu rưỡi hai triệu thôi nếu như không sang tên đổi chủ thì có thể bị phạt tới cả triệu bạc như vậy thì người dân có thể để cho họ thu cái xe của mình chứ chắc chắn cũng sẽ không tìm cách để mà tìm kiếm chủ cũ để mà sang tên đổi chủ. Bởi vì với những chiếc xe của tàu thì trị giá của nó bây giờ thì chỉ khoảng hơn một triệu bạc hoặc là 2 triệu là cùng. Và như vậy thì khi bị phạt một triệu thì họ vứt xe chứ họ chẳng có cách nào để đi mà lấy lại chiếc xe để làm cái gì. Khi mà chiếc xe trị giá chỉ khoảng một triệu rưỡi nhưng bị nộp phạt tới một triệu thì tính ra cái chiếc xe của mình chỉ còn giá trị có 500 nghìn thì có lẽ nên vứt đi là vừa. Và như vậy thì với theo thông tư 24 trên 2023 trên TT BCA của Bộ Công an do Tô Lâm ký ban hành thì nhiều cửa xe, nhiều cửa hàng xe cũ đang chờ phải phá sản. Đó là những lời than vãn của anh Nguyễn Ngọc Hiếu, chủ cửa hàng xe máy Bảo Anh, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, khi mà nhiều cửa hàng buôn bán xe máy cũ rơi vào tình trạng khó khăn sau thời điểm chính thức áp dụng biển số định danh khoảng một tháng này thôi. Và như vậy anh hiếu cho biết từ ngày đó thì thị trường xe máy ế ẩm trở lại, cả trăm cửa hàng xe máy cũ ở quận Phú Nhuận đều vắng khách thường xuyên, và thậm chí thì nhiều cửa hàng đã phải đóng cửa, trả mặt bằng vì không thể tiếp tục gồng lỗ. Anh nói chỉ riêng tiền thuê mặt bằng đã gần 30 triệu đồng trên mỗi tháng, thêm tiền lương cho nhân viên, tiền điện, tiền nước, tổng cộng mỗi tháng anh phải bù lỗ khoảng 45 triệu đồng. Chúng tôi chỉ còn chờ phá sản ế lắm. Giá xe cũ cũng giảm 30-40% đến 40 so với mấy tháng trước. Chẳng hạn như chiếc Yamaha Sirius giảm từ 17 triệu đồng xuống chỉ còn 11 triệu đồng cũng chẳng ai thèm mua. Cả tháng qua thì cửa hàng của tôi chỉ bán được hai chiếc xe mà phải bao thủ tục sang tên đổi chủ cho khách. Trong khi thì trước đây mỗi tháng bán được hàng chục chiếc. Ngay cả những chiếc xe máy có giá trị dưới 10 triệu đồng cũng chẳng ai mua. Theo anh Trần Hải thì chủ cửa hàng xe máy Tịnh Hải quận Phú Nhuận quy định mới sang tên biển số xe không đơn giản nên nhiều người có tâm lý ngần ngại. Chẳng hiểu bộ công an nghĩ thế nào mà ra quy định, với người có gia đình khi làm thủ tục công chứng phải có mặt đầy đủ vợ chồng con cái, với người độc thân thì cần phải có giấy xác nhận tình trạng hôn nhân và tài sản trước hôn nhân. Trong khi đó thì trước đây chỉ cần chủ xe làm giấy tờ mua bán với cửa hàng và có công chứng thì cửa hàng có thể làm đại diện cho chủ xe để thực hiện thủ tục sang tên cho khách. Và bây giờ thì muốn bán xe cũ, chủ cửa hàng phải tìm chủ cũ để nhờ họ đến cơ quan chức năng làm thủ tục sang tên. Và điều này đôi khi còn khó hơn cả lên mặt trăng. Anh Hải nêu thực tế. Muốn tìm chủ xe cũ rất khó vì có thể họ đổi nơi ở, đi nước ngoài và có khi thì tìm được chủ xe nhưng cũng không thể bắt buộc họ đến cơ quan chức năng để làm thủ tục bởi lý do họ không sắp xếp được thời gian. Còn ở Hà Nội cũng chẳng khá gì hơn. Hơn một tháng thì chưa có khách hàng nào sang tên xe thành công. Tình hình ở Hà Nội cũng chẳng khá hơn ở thành phố. Và sau gần một tháng triển khai biển số định danh, nhiều cửa hàng xe cũ ở Hà Nội rơi vào tình trạng ế ẩm thậm chí họ không dám nhập xe cũ nhiều đời chủ do lo ngại khó khăn trong quá trình sang tên đổi chủ. Anh Lã Văn Hòa, chủ cửa hàng mua bán xe cũ tại Dịch Vọng Cầu Giấy, nhận được nhiều nhất không phải là xe này giá bao nhiêu mà là xe mua xong liệu có làm thủ tục sang tên đổi chủ được không. Chẳng ai dám chắc 100% là sẽ sang tên đổi chủ một cách dễ dàng vì xác suất tìm được chủ xe cũ là rất thấp. Và thêm vào đó thì khách hàng phải làm rất nhiều thủ tục nếu muốn sang tên đổi chủ, anh Hòa nói. Trước đây mỗi ngày anh Hòa bán được 7 đến 10 xe, có ngày lên tới 40 xe, nhưng hiện tại thì lượng khách hàng đã sụt giảm tới 90%. Anh Đỗ Quang Vũ cửa hàng bán xe cũ cùng dãy với anh Hòa cũng chỉ bán được từ 1 đến 2 xe trên một ngày, trong khi thời gian trước là 10 xe trên mỗi ngày. Anh Vũ cho biết thì với những chiếc xe lâu năm, việc tìm chủ cũ để làm thủ tục sang tên đổi chủ là rất khó. Nếu thêm vào đó, nhiều chủ cũ không có thiện trí hỗ trợ trong quá trình sang tên đổi chủ. Do vậy hiện tại thì anh Vũ cũng hạn chế nhập những loại chiếc xe có nhiều đời chủ. Anh thường ưu tiên nhập xe chỉ có một đời chủ. Khi mua lại xe cũ thì anh cũng yêu cầu người bán xe cam kết hỗ trợ chủ mới khi đi làm thủ tục sang tên đổi chủ. Nói chung thì tình hình buôn bán xe máy cũ đang rơi vào tình trạng hỗn loạn cùng cực. Rất nhiều chủ cửa hàng xe đứng trước nguy cơ bị phá sản nhưng cũng chỉ biết than thở với nhau và chửi đồng vài câu như chưa thấy nhà nước nào mà ra những cái quy định ngu xuẩn đến như vậy. Rồi đóng cửa tiệm đi nhậu cho quên sự đời. Ở đây thì không phải là Bộ Công an nghĩ ra những cái trò này là lần đầu tiên mà từ trước đến nay thì Bộ Công an cũng như Nhà nước Cộng sản Việt Nam đã nghĩ ra rất nhiều những cái chiêu trò để mà hành hạ người dân Việt Nam từ chuyện hộ khẩu cho đến bất cứ những chuyện gì và bây giờ thì lại đến giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân rồi hộ chiếu và bây giờ thì lại đến biển số định danh. Đó là những cái chiêu trò cực kỳ kỳ quái của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam và đặc biệt là Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Từ khi ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm làm ngồi trên ghế người đứng đầu của ngành công an thì chúng ta có thể thấy được rằng họ thay đổi như thế nào về tất cả mọi thủ tục hành chính liên quan tới nền tư pháp cũng như là giấy tờ tùy thân của người dân, từ giấy khai sinh rồi tất tận tật mọi thứ liên quan đến người dân đều thay đổi một cách chóng mặt mà mỗi lần thay đổi như thế thì người dân rất là tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc để đi thay đổi những cái giấy tờ để cho hợp với quy định của Bộ Công An cũng như Nhà nước Cộng sản Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh và đừng quên bấm vào hình cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất và không bỏ lỡ bất cứ một chương trình nào mà chúng tôi sắp phát hành. Xin thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.